Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. 3, 2. Sai. Ôi anh em gọi là mong trời nhất là cái hình dạng này không? Thì em để cái tốc độ thay nào nó này, giúp em đi ạ. Ai? Chơi. Ui giời ơi, nó gọi là đá em ạ. Cái này không chỉ dịch chuyển tức thời mà nó lại còn có khả năng cận chiến luôn anh em ạ. Và đây là cái điều mà mình nghĩ là zombie nó gọi là sợ vãi cả đái ra quần mất. Nó quá kinh khủng, bởi vì em sẽ dịch chuyển đoạn rất là nhanh và cận chiến nó luôn được. Nhưng mà phải cẩn thận nhá, bởi vì là ủa. Cẩn thận thật, đúng là phải cẩn thận thật. Nhưng mà phải cẩn thận một cái vấn đề là cái khoảng cách của nó anh em phải căn thật là chuẩn. Bây giờ nhá, chỉ mình cần ví dụ nhẹ nhẹ cho anh em hiểu là chẳng may nhá, ủa mình rồi mình nhảy ra đấy. Giờ chẳng may ấy, anh em mà khi mà dịch chuyển tức thời nhưng mà nó méo trúng vào cái con zom mà nó lại đứng trước mặt ấy, kiểu dịch chuyển đúng trước mặt con zom thôi. Là một là anh em cận chiến trượt là một này. Cực méo biết cái gì xảy ra luôn cơ. Cái hình nền mới đẹp vãi, hình như không biết là đây là có phải zombie mới. Ui, có đấu xít đấy. Ui, nâng cấp đấu xít à? Wow. Ui, hình như là bọn khựa nó sẽ đang tình đến vấn đề là nâng cấp zom lên mình ạ. Tất cả nó được lăn mình nhỉ. Có chịu mà. Con mẹ. Cáu ấy chưa. Nó có bắn vào mình là mình giật. Rồi thôi nha. Rồi, vấn đề này mình nghĩ là anh em hiểu được thôi nên mình không muốn nói nhiều nữa. Chết ngu quá, chết từ đấy là toàn chết ngu thôi. Đấy nhầm, nếu mà bây giờ mình phải làm, anh em phải dùng cái này quen quen một chút. Tức là anh em phải căn rồi sau đó nó đi được khoảng bao xa. Thứ nhất là khi mà anh em bị vướng chẳng hạn một cái bậc này, nó đi lên đi xuống như này này, nó sẽ bị dừng lại, nó bị khựng lại luôn. Đây là nó sẽ bị khựng lại ấy. Và nó thay đạn cực kỳ nhanh luôn. Mình phải tụ khá lâu. Ơ, mình thử nhá. Nhảy nhá, em nhảy nhá. Nhảy và thử dịch chuyển cho con bay không? À không được, không được. Nói chút là em luôn phải bám tường. Khỏe quá. Rồi em đừng quên cho mình cảm nhận. Thực sự nó rất khổ, cái này nó bá lắm đấy. Nên là mình nghĩ là cái sát thương của khẩu súng đó, cái kiểu súng ấy nó không mạnh là nó có lý do. Bởi vì nó có khả năng cận chiến nó quá bá đạo như này mà em cận chiến nó còn mạnh nữa thì thực sự là nó chủ quá. Ui, sao bây giờ hôm nay mình cảm giác nó bắn khỏe thế ta? À đây, em để cái lực ATK nó tăng gần mắc này, bảo sao không khỏe. Mình đi đâu đây? Ui, có hết mê đạn rồi. Ô vai trưởng, cái này đấy. Ô, go cola này, không phải coca cola ạ. Khởi đúng hay nữa. Giờ mới biết có cả go cola. Đi khu đâu đây. Mình sẽ đi chuyển đi. Bắn khỏe thế ta, sao hôm nay mình cảm giác là bắn khỏe vậy. Cứ bắn vài viên nó chết mẹ rồi. Ủa, con này làm xuống cái chiến khỏe quá. Đúng rồi. Ôi trời, đủ huyết thanh rồi. Rồi trở về bãi yêu thích em ạ. Mình cái map khi bọn nó ghê quá. Mình kiểu gần như ở, em ví dụ ở cái đền cổ ở Việt Nam thì có đền cổ không, thì anh em chơi rất là chùm với cái map đấy. Và ở bên khựa thì chúng nó chơi map nhà trẻ ghê vậy. Và cái khẩu này thì mình nghĩ là rất là khó cạnh tranh với khẩu cận chiến. Khá đây là ok. Ok, sao mình vừa lấy mình đẩy nó đi hay sao ấy, chứ không phải là mình cận chiến nó. Mình phải cận chiến lần thứ hai thì nó mới được. Dị ta. Trời ơi, nó rình ở đấy, tí nữa thì chết cả lũ. Thôi, cái hẹo. Ui, mình đã thấy mà nó vây hết rồi, nó vây cả ba lượt mình chạy luôn. Ui cái đấy. Ui
Em nghe thấy không? Mà cái đùng vẫn giật mình. Ok ok ok. Vẫn kịp, vẫn kịp, vẫn kịp. Hay lắm. Ui, chạy 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 chạy. Thay đổi dạng. Ui giời ơi. Hai em bắt cận chiến bạn ạ. Ui. Lag à? Đâu, mình tới top rồi đây. Sao còn đây nó cao ảo thế? Ok, cái vấn đề mình cảm nhận đây là khi mà anh em dịch chuyển ấy, nó không chỉ cận chiến mà nó lại có cả, mình thì không nhầm thì nó có khả năng kiểu đẩy lùi đi ấy. Thế này. Người mới đây, có nhân vật mới đúng không? Úi giời ơi. À đúng rồi anh em ạ, vừa nãy mình thấy một cái ảnh mà thì to luôn. Cái con đầu đất, con đầu xít ấy, cái con mà vẩy vẩy ấy. Đấy, cái con đấy nó được làm lại anh em ạ. Rất thử đấy. 9, 8, 7, là sao ta? 6, 5, 4, ờ, 3, 2, 1. Ui, súng gì đây? Hai thằng làm sao luôn. Ôi, nó cho mình có một khẩu súng gì ấy. Tí mình đổi nó. Ok, nói trước cái khẩu này thì anh em hiểu sơ sơ. Mình nghĩ là nó sẽ có khả năng, nhiều khả năng nó hay ho hơn. Trong vấn đề mình được cầm súng mới ạ. Nhưng mà đời vẫn méo như mơ. Ôi cái này anh em lại quen quá rồi. Không nhọ thì không phải link anh em. Ok, đừng quên like và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn anh em. Chúc em có ngày cuối tuần vui vẻ. Con chó này. Con chó này. Úi dồi ôi. Ui. Ui né thằng này ra em ạ. Ủa, cái gì đấy? Nó đáp cả chết. Nó đáp cái lần quay ra chết rồi. Sợ vậy. Đây đồng này, đồ to lên rồi kìa. Chạy đấy. Cái đồ nhà đồ chết cả bây giờ. Đấy, có thằng chết rồi. Úi thằng kia chết rồi. Ấy, thằng kia chơi vũ khí giống mình kìa anh em kìa. Ê, lên 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 mình bỏ kê. Lên lên. Rồi ôi, tao đã đứng lên tao bỏ kê cho mày rồi. Rồi ạ. Why? Nothing can hold me back. Bắn đạn đi. Ui, bắn nó có đồ to đúng gãy luôn. Bắn đạn ra bạn ơi. Ôi, nó lao kìa. Cứu bạn ơi. Ôi, sao mày không cứu tao à? Mày làm cái gì vậy? Tao thề mình nó là con này. Đặt hết niềm tin vào đồng đội rồi. Mà cuối cùng nó mèo bắn hộ mình thì sao ấy? Đây. Úi. Kìa ra đây. Không được. Nó hồi máu mẹ nó sao đen thế. Rồi ôi. Hello, thằng này bị ghim này. Úi nó khỏe này. Rồi. Là sau em gặp anh thì em chạy thôi. Nó chơi với anh thì em trâu thế. Hay quá. Nó là nhiều cái thì rất là dị ở cái vũ khí đây. Nhưng mà mình nghĩ là nó phải nhiều cái như này thì nó mới đáng anh em cho anh em để gọi là hiến máu chứ đúng không? Chứ có khả năng mỗi cận chiến không? Nó là cái gì? Ui. Đáng sợ thế ba. Thế mình phải đấy một cái cảo tiếng đồng hồ mình nhây với nó mà nó méo chết. Bọn này ăn gì mà trâu bò. Ê. Thằng kia đâu để mình cho nó mượn xuống. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Để mà tụ được mắc cái gọi là vạch này thì tốn thời gian phết. Có phải mất đến gần chục giây. Ui. Cao được chú ngon đấy. Đó. Mình nhìn không nhận nó mất có mấy chất máu ấy. Tức là nó có một hiệu ứng nữa là đẩy lùi các bạn. Cứ em nhớ cái như cái đoạn hồi epic này đúng không? Thì là khi anh em mà chém chúng nó thì nó sẽ bay xác đi ấy. Thì cái này cũng có cái khả năng đấy. Tức là cũng hay ở cái chỗ là nếu mà cận chiến nó không chết thì nó sẽ bị đẩy lùi đi. Thế ổn. Ờ được rồi.
Trời ơi, một phát thẳng mặt luôn. Chết luôn. Để còn chiến. Hay, được. Ok. Hay anh em ạ, nói chung là nó tính toán hết rồi. Vấn đề là một là nó, nếu mà nó zombie nó không may nó không chết ấy, thì nó vẫn có hiệu ứng mà đẩy lùi để giữ anh em vẫn có khoảng cách để chạy zombie được ấy. Ổn vãi trưởng luôn. Hay, một vũ khí hay. Đấy. Thấy không? Đấy kiểu anh nhớ đầu game mình nói gì không? Phát đây này. Trời ơi, tao tính cả rồi mẹ. Đây đây gì đây gì đây. Ui giời ơi. Gần như là không thể né mà nó không thể nhanh bằng mình được. Kể cả nó có đứng ra gọi là đợi mình đi chăng nữa thì. Ui chết luôn kìa. Hay, phải là nó hay vãi trưởng thật. Đấy, mấy con zombie nó còn đợi kìa, nó đứng nó đợi mình để mình nó kiểu nó phản lại mình ấy, phản công ấy. Không kịp, nó quá nhanh. Nhưng mà vấn đề là vậy, nhưng mà nó cứ kiểu tích mắc như thế này thì khoảng cách mình nghĩ là nó sẽ xa như thế này thì gần như là không thể trượt được. Chùm vãi. Bấm E mà không kịp, mình thấy con này, tức là thấy con này nó nháy là mình nó phấn tâm vậy. Ok, rồi cảm ơn em đã theo dõi, em đừng quên cho mình cảm nhận về em cái hình dạng 2 của căng tay biến hình này. Nó bạc, quá bạc. Nếu mà khi nào mình có hình dạng thứ 3 thì mình sẽ review cho anh em sau.